Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Tư lệnh phòng thủ tên lửa và không gian Mỹ Daniel Kabler cho biết Mỹ có một hệ thống phòng không vòm sắt sẵn sàng chuyển tới Ukraine nếu Kyiv yêu cầu. Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn khẳng định muốn duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết sẽ giúp đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16, sau khi Mỹ bày tỏ ủng hộ sáng kiến này. John Venable, cựu phi công dày dạn kinh nghiệm với 25 năm trong không quân Mỹ nhận định, cung cấp cho Ukraine thêm MiG-29 hay F-16 sẽ không giúp ích gì cho cuộc chiến. Không quân Mỹ cho biết lực lượng này đã nhận thêm một máy bay phát hiện hạt nhân mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Lầu Năm Góc có hệ thống phòng không vòm sắt có thể chuyển cho Ukraine. Mỹ đã mua hệ thống phòng không, vòm sắt, từ Israel vào cuối năm 2020, gửi một khẩu đội tới đảo Guam vào năm 2021 để tìm hiểu xem hệ thống này có thể hoạt động như thế nào trước tên lửa Trung Quốc. Tư lệnh phòng thủ tên lửa và không gian Mỹ Daniel Kabler cho biết Mỹ có một hệ thống phòng không vòm sắt mua từ Israel và sẵn sàng chuyển tới Ukraine nếu Kyiv yêu cầu. Phát biểu trong một cuộc họp gần đây của Tiểu ban Thượng viện Mỹ về lực lượng chiến lược, ông Kabler nói quân đội Mỹ có hai hệ thống vòm sắt, trong đó một khẩu đội đã sẵn sàng để triển khai. Tại cuộc họp, Thượng nghị sĩ Angus King đã chất vấn vì sao Mỹ chưa được cung cấp vòm sắt cho Ukraine, trong khi Washington đã có đóng góp cho việc phát triển hệ thống này. Ông King nói, tại sao vòm sắt không được triển khai tới Ukraine? Chúng ta đã giúp trả tiền cho nó. Chúng ta đã chi khoảng 3 tỷ đô la Mỹ cho Israel để phát triển nó. Điều này chẳng phải rất quan trọng sao? Nguồn lực cho người Ukraine, vì vấn đề chính của họ bây giờ là phòng không. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách không gian John Plum trả lời rằng, Mỹ đã tập trung lấy hệ thống phòng không từ kho dự trữ của mình để gửi tới Ukraine, như hệ thống Patriot. Vào tháng trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tỏ ra miễn cưỡng, chưa muốn gửi thiết bị quân sự tới Ukraine giữa lúc có thông tin về áp lực ngày càng tăng từ Washington. Kyiv từ năm 2022 đã đề nghị Israel gửi hệ thống vòm sắt cho mình và nói rằng Ukraine sẽ sẵn sàng mua hệ thống này mà không cần khoản đóng góp nào. Được quân đội Israel biên chế vào năm 2011, hệ thống vòm sắt đã được sử dụng rộng rãi để đánh trả các cuộc tấn công từ lực lượng dân quân Palestine và Lebanon, được trang bị chủ yếu bằng tên lửa nhỏ và máy bay không người lái. Israel đã quảng cáo hệ thống này là một trong những hệ thống phòng không tốt nhất trên thế giới. Các khẩu đội vòm sắt bao gồm radar, mô đun chỉ huy và kiểm soát cùng 3 bệ phóng, mỗi bệ được trang bị 20 tên lửa đánh chặn Tamir. Israel có khoảng 12 hệ thống vòm sắt trong kho vũ khí của mình. Đài Loan muốn duy trì hiện trạng hòa bình ở eo biển. Trong bài phát biểu hôm 20 tháng 5, nhà lãnh đạo Đài Loan, Thái Anh Văn nhấn mạnh hòn đảo này không mong muốn xảy ra một cuộc xung đột với Trung Quốc, bất chấp những căng thẳng leo thang trong thời gian gần đây. Xung đột không phải là một lựa chọn, không bên nào được phép thay đổi tình trạng hiện tại bằng vũ lực. Duy trì hòa bình và ổn định là ưu tiên của Đài Loan và toàn thế giới, bà Thái Anh Văn tuyên bố. Nhà lãnh đạo Đài Loan đồng thời khẳng định sẽ phối hợp cùng các quốc gia khác trên thế giới để tìm kiếm giải pháp nhằm tháo gỡ căng thẳng. Nhân dịp này, bà Thái xác nhận Đài Loan đang tích cực thảo luận với Mỹ nhằm đẩy nhanh quá trình nhận viện trợ quân sự từ Washington. Hôm 5 tháng 5, Reuters đưa tin chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã lên kế hoạch về gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu đô la Mỹ cho Đài Loan. Trong bản kế hoạch ngân sách năm 2023, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn việc viện trợ quân sự lên tới 1 tỷ đô la Mỹ cho đồng minh ở Đông Bắc Á. Khoản hỗ trợ này sẽ được thanh toán thông qua quyền chi ngân sách của Tổng thống, phương thức tương tự với cách Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Trước đó, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn xác nhận chính quyền hòn đảo này sẽ thắt chặt hợp tác quân sự với Mỹ. Bên cạnh đó, Đài Loan cũng nỗ lực tăng cường hợp tác với các quốc gia thân thiện khác nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực cùng một số vấn đề quốc tế khác. Sau Anh và Mỹ, Đan Mạch là nước tiếp theo nhận đào tạo phi công Ukraine lái chiến đấu cơ F-16. Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết sẽ giúp đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 sau khi Mỹ bày tỏ ủng hộ sáng kiến này. Joel Lund-Poulsen, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch trong một tuyên bố hôm thứ Sáu cho biết, sau quyết định của Mỹ về việc ủng hộ nỗ lực chung của các đồng minh và đối tác về việc huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16, Đan Mạch sẽ ưu tiên hợp tác với các đồng minh hỗ trợ kế hoạch này. Ông Poulsen nhấn mạnh, các quốc gia trong liên minh lên kế hoạch huấn luyện binh sĩ Ukraine trong tháng tới và vấn đề này sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng một số nước tại Warsaw vào thứ Hai tuần tới. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Poulsen cũng xác nhận rằng, Đan Mạch sẵn sàng thảo luận về khả năng cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, nhưng hiện tại, vấn đề này không nằm trong chương trình nghị sự. Đầu tuần này, Vương quốc Anh công bố thành lập một liên minh quốc tế nhằm đào tạo các phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, bao gồm cả F-16. Ngày 19 tháng 5, Nhà Trắng cũng xác nhận Tổng thống Joe Biden đã thông báo với các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, G7, về việc Washington ủng hộ kế hoạch đào tạo phi công Ukraine sử dụng các loại chiến đấu cơ tiên tiến, trong đó có những chiếc tiêm kích F-16.
F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. F-16 được thiết kế để có thể thực hiện được cả các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không. F-16 được trang bị một động cơ phản lực Pratt và Whitney F-100PW200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2, tương đương 2.400 km/h, tầm bay khoảng 4.200 km. Tiêm kích này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh. Cựu phi công Mỹ nói gì về triển vọng dùng chiến đấu cơ F-16, Ukraine? Các máy bay chiến đấu thế hệ 4 như F-16 không có tác dụng gì trong chiến trường hiện đại. Đó là bình luận của ông John Venable, cựu phi công dày dạn kinh nghiệm với 25 năm trong không quân Mỹ. Phát biểu với trang Business Insider, ông Venable nói, cung cấp cho Ukraine thêm MiG-29 sẽ không giúp ích gì cho cuộc chiến. Và ngay cả khi cung cấp cho Ukraine những chiếc F-16 hiện đại thì cũng sẽ không thay đổi hay ảnh hưởng đến chiến trường trong vòng một năm tới, chứ đừng nói đến thời gian tiến hành cuộc phản công mùa xuân. Ông Venable, hiện là một nhà nghiên cứu về chính sách quốc phòng tại tổ chức The Heritage, Mỹ, lập luận rằng máy bay chiến đấu thế hệ 4 và 4 cộng như F-16 thiếu tính năng tàng hình và rất dễ bị tổn thương do các hệ thống phòng không tiên tiến như S-400 của Nga. Mỹ đưa vào biên chế máy bay đánh hơi hạt nhân. Không quân Mỹ cho biết đã nhận thêm một máy bay phát hiện hạt nhân mới. Trang Defense Blog đưa tin, Mỹ đã đưa vào sử dụng máy bay đánh hơi hạt nhân WC-135A Constant Phoenix với số hiệu 64 đến 14.831 mới từ ngày 11 tháng 5. Máy bay trinh sát WC-135 Constant Phoenix là một trong những mẫu máy bay đặc biệt của không quân Mỹ, là biến thể nâng cấp của dòng máy bay vận tải quân sự C-135. Với nhiệm vụ chính là trinh sát thu thập và phân tích không khí tại các khu vực vừa thử nghiệm vũ khí hạt nhân. WC-135 thường phải bay qua khu vực có không khí được cho là có chứa bụi phóng xạ sau một vụ thử vũ khí hạt nhân để tiến hành lấy mẫu thử không khí và tiến hành thu thập dữ liệu trinh sát mặt đất. Bên cạnh đó, thử nghiệm này cũng xác định được sức công phá của loại vũ khí hạt nhân mới được thử nghiệm. Mẫu không khí sẽ được lấy thông qua hai đầu hút đặc biệt được bố trí hai bên thân máy bay. Tôi là Vũ Nga Hằng và Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.